bữa ăn khuya đơn giản mà ấm áp sau một ngày dài căng mình trong khu cách ly của các chiến sĩ, nồi cháo trắng, gói bim bim cùng chai nước lọc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Hình ảnh hai hàng dài các chiến sĩ bộ đội ngồi ăn cháo, uống nước lọc cùng chút hoa quả vào bữa khuya sau một ngày dài căng mình chống dịch Covid-19 và giúp đỡ những người dân ở khu cách ly tập trung được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của mọi người. Những ngày gần đây, điểm cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho hàng nghìn du học sinh và người dân từ nước ngoài trở về. Không chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất mà đội ngũ y bác sĩ, bộ đội, công an làm nhiệm vụ tại khu cách ly cũng phải căng mình làm việc ngày đêm để đảm bảo sức khỏe, chế độ sinh hoạt, ăn ngủ cho người cách ly y tế tại đây. Không ít những hình ảnh đội ngũ những người làm nhiệm vụ ở những điểm cách ly phải trải bìa cát tông, chiếu ngủ ngay ngoài trời, trước sảnh, thậm chí là ngồi chợp mắt ngay ngoài bậc thềm để lấy lại sức trước khi tiếp tục bắt tay hỗ trợ người dân. Có thể thấy, không chỉ đội ngũ y tế làm công tác đảm bảo an ninh mà các chú bộ đội, công an cũng đã quan tâm đến vật chất cũng như tinh thần, phục vụ tất cả mọi thứ rất chu đáo cho toàn thể các công dân tại khu vực cách ly. Và sau những giờ làm việc, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho mọi người thì một ngày dài của các chú bộ đội lại kết thúc bằng những bữa ăn đơn giản, ấm áp tinh thần đoàn kết. Đêm qua, hình ảnh bữa khuya của các chú bộ đội được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và hơn hết là trân trọng, yêu thương. Bữa đêm muộn của những chiến sĩ ở ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bim bim, nước lọc với mì, có vậy thôi. Bim bim là do Mạnh Thường Quân ủng hộ, mọi người cũng ủng hộ các chú bộ đội với nhé. Kèm theo dòng chia sẻ của tài khoản MP là hình ảnh những món ăn đơn giản như bim bim, một xoong cháo, hoa quả, bát đĩa được trải dài ngay trên hành lang. Sau đó là hai hàng dài các chú bộ đội cùng nhau thưởng thức bữa ăn khuya đơn giản mà ấm áp sau một ngày căng mình chống dịch và làm công tác trong khu cách ly y tế tập trung. Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và bày tỏ sự trân trọng, thương cảm với những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ bộ đội trong đợt dịch Covid-19 này. Không biết nói gì nữa, cảm ơn các chú bộ đội vì tất cả những điều mà mọi người đã làm. Mong các đồng chí thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn là những người tiên phong ở tuyến đầu cùng nhau phòng chống dịch bệnh Covid-19. Là một du học sinh sắp kết thúc thời gian cách ly, mình xin gửi lời cảm ơn mọi người và thật xin lỗi vì đôi khi đã gây phiền toái cho các đồng chí trong thời gian vừa qua. Tài khoản DP chia sẻ: chúc các đồng chí đang túc trực ở các khu cách ly sức khỏe dồi dào, thương lắm, ăn uống đơn giản, ngủ cũng vội vã nữa, chỉ mong dịch bệnh nhanh qua đi để các y bác sĩ, các đồng chí bộ đội đỡ vất vả hơn thôi. Cảm ơn mọi người vì những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này. Một bạn khác chia sẻ: hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.